Thành phố Hồ Chí Minh mở dần dịch vụ ăn uống tại chỗ từ tuần sau. Năm tuyến đường sắt đô thị đội vốn gần 84.000 tỷ đồng. Ông Biden nói Hoa Kỳ sẽ đến bảo vệ Đài Loan. Trò chơi con mực bẫy nợ đời thực của Hàn Quốc. Vụ do gì hồ sơ Pandora, tổng thống Ecuador bị điều tra. Gặp gỡ nghệ sĩ thị giác người Nigeria biến cà phê thành tác phẩm nghệ thuật. Phân tích kế hoạch cai trị trọn đời của ông Tập Xin chào quý vị Tiếp theo là nội dung chi tiết của một tin tổng hợp tối ngày 22 tháng 10 của DKN TV Mở đầu là phần tin trong nước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thầy Phan Văn Mãi ngày 22 tháng 10 cho biết thành phố sẽ mở dần các dịch vụ kinh doanh ăn uống tại chỗ từ tuần sau. Nhưng mở ở đâu, quy mô bao nhiêu phải dựa vào mức độ an toàn và kiểm soát được dịch. Gốc của vấn đề là có nguy cơ hay không? Nếu bảo đảm kiểm soát được nguy cơ thì làm, ông Mãi nói. Căn cứ theo Nghị quyết 128, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nhận định có vấn đề phải liên thông nhưng có lĩnh vực thì theo địa bàn. Ví dụ, địa phương ở cấp độ dịch 1 thì được mở nhiều hơn so với địa bàn cấp độ 2, 3. Tại các buổi họp trước đó, ông Phan Văn Mãi nhiều lần yêu cầu các quận huyện và sở, ban ngành liên quan nghiên cứu mở lại kinh doanh ăn uống tại chỗ, bán vé số, xem xét, gỡ bỏ 51 chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố. Chính phủ vừa gửi báo cáo Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, ba tuyến đường sắt ở Hà Nội và hai tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư điều chỉnh hàng chục nghìn tỷ đồng, riêng tuyến Cát Linh tăng hơn 9.200 tỷ đồng. Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh Hà Đông dài 13 km có tổng mức đầu tư ban đầu năm 2008 là 8.769 tỷ đồng. Đến năm 2017, tổng vốn đầu tư là 18.000 tỷ đồng, tăng 9.231 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được duyệt ban đầu. Dự án này sử dụng vốn vay của chính phủ Trung Quốc và vốn đối ứng trong nước. Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn nhổn ga Hà Nội, dài 12,5 km, có tổng mức đầu tư 783 triệu euro. Trong đó vốn vay ODA là 653 triệu euro, vốn đối ứng là 130 triệu euro. Sau đó, tổng mức đầu tư điều chỉnh là 1.176 triệu euro. Như vậy, tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án tăng khoảng 10.400 tỷ đồng. Tuyến Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo, Hà Nội, dài 11,5 km, Tổng mức đầu tư ban đầu là 19.555 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó, tổng mức đầu tư dự kiến được điều chỉnh lên 35.679 tỷ đồng, tăng hơn 16.000 tỷ đồng. Dự án đường sắt đô thị tuyến Bến Thành Suối Tiên thành phố Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư năm 2007 là 17.387 tỷ đồng từ vốn vay của chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của thành phố. Năm 2011, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh dự án với tổng mức đầu tư 47.325 tỷ đồng. Năm 2019, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án là 43.757 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA của Nhật Bản là 38.265 tỷ đồng và vốn đối ứng từ ngân sách thành phố là 5.491 tỷ đồng. Như vậy, tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án này tăng khoảng 26.400 tỷ đồng. Tuyến tàu điện ngầm Bến Thành Tham Lương thành phố Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư năm 2010 là 26.116 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm 2019, thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh tổng mức đầu tư là 47.890 tỷ đồng, tăng 21.700 tỷ đồng so với tổng mức ban đầu. Tiếp theo là tin thế giới. Hoa Kỳ sẽ đến để bảo vệ Đài Loan và có một cam kết bảo vệ hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố là chủ quyền của mình. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết vào hôm thứ Năm, mặc dù Tòa Bạch Ốc cho biết sau đó rằng không có thay đổi nào về chính sách đối với hòn đảo theo Reuters ngày 22 tháng 10. Trong khi Washington được yêu cầu, theo luật cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ, nhưng Washington từ lâu đã tuân theo chính sách mơ hồ chiến lược về việc họ có can thiệp quân sự để bảo vệ Đài Loan trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công hay không. Vào tháng 8, một quan chức chính quyền Biden cho biết, chính sách của Hoa Kỳ đối với Đài Loan không thay đổi sau khi Tổng thống ra mặt đề nghị Hoa Kỳ sẽ bảo vệ hòn đảo nếu nó bị tấn công. Một phát ngôn của Tòa Bạch Ốc cho biết, mối quan hệ quốc phòng của Hoa Kỳ với Đài Loan được hướng dẫn bởi đạo luật quan hệ Đài Loan. Chúng tôi sẽ duy trì cam kết của mình. Theo đạo luật, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ khả năng tự vệ của Đài Loan và chúng tôi tiếp tục phản đối bất kỳ thay đổi đơn phương nào đối với hiện trạng. Phổ biến toàn cầu, bộ phim Squid Game, trò chơi con mực, được giới hạn tuổi trên 18 ở hầu hết các quốc gia như Việt Nam, Mỹ, Hàn Quốc, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một góc nhìn khác, Reuters ngày 22 tháng 10 nêu bật một thực tế nhức nhối trong xã hội Hàn Quốc nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ ở Hàn Quốc nhận ra mình trong các nhân vật thiếu tiền của trò chơi con mực. Những người đang cố gắng tuyệt vọng để có cơ hội giành được 38 triệu đô la, phơi bày một cái bẫy nợ đã quá quen thuộc. Một trong những trường hợp đó là bà Yuhi Sok, 58 tuổi. Bà đã trả hết nợ từ lâu, nhưng bà vẫn nhận được các cuộc gọi từ các cơ quan thu nợ đe dọa tới từ 16 tài khoản ngân hàng của bà. Vì các khoản vay đã được chứng khoán hóa và bán cho các nhà đầu tư mà bà không hề hay biết. Bà Yu nói, ở Hàn Quốc, giống như ngày tận thế khi bạn vi phạm tín dụng quá hạn. Trong khi người nước ngoài có thể liên tưởng Hàn Quốc với nhóm nhạc nam BTS và điện thoại thông minh Samsung, bộ phim chỉ ra mặt tối của việc gia tăng vay nợ cá nhân. Tỷ lệ tự tử cao nhất trong số các quốc gia tiên tiến và hiếm khi thoát khỏi nợ nần. Khoản vay hộ gia đình kỷ lục đang thúc đẩy đầu tư tư nhân và tăng trưởng nhà ở nhưng xã hội không khoan nhượng về nợ, thường làm mờ danh giới giữa các khoản vay cá nhân và doanh nghiệp, tạo gánh nặng cho những người điều hành, các doanh nghiệp nhỏ. Theo hồ sơ tòa án và số liệu từ Dịch vụ Thông tin tín dụng Hàn Quốc, các vụ phá sản cá nhân đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 5 năm, là 50.379 vào năm ngoái. Tỷ lệ những người không phải trả nhiều hơn một loại nợ cá nhân đã tăng đều đạn lên 55,47% vào tháng 6 từ mức 48% vào năm 2017. Một luật sư ở Seoul, người chuyên về các vụ phá sản cá nhân nói rằng, nếu Donald Trump là người Hàn Quốc, có lẽ ông ấy đã không thể trở thành tổng thống, đã nhiều lần bị phá sản. Ở Hoa Kỳ, nợ doanh nghiệp được tách biệt nhiều hơn với nợ cá nhân. Thẩm phán A. Bujung Wook, người đã làm việc tại tòa án phá sản Seoul cho biết, do các hoạt động truyền thống trong ngành ngân hàng các chủ doanh nghiệp ở Hàn Quốc đối mặt với khả năng gánh nợ nần từ hoạt động kinh doanh mà họ điều hành. Về mặt văn hóa, các doanh nhân thất bại bị xã hội kỳ thị, vì vậy việc bắt đầu lại rất khó khăn vì mọi người không tin tưởng họ. Trên hết, những người khai phá sản cá nhân phải đối mặt với một danh sách dài các hạn chế về việc làm. Văn phòng Tổng trưởng lý của Ecuador vào hôm thứ Năm cho biết họ đã mở cuộc điều tra sơ bộ chống lại Tổng thống Guillermo Lasso vì gian lận thuế sau khi một nhà lãnh đạo đối lập trình bày các cáo buộc chống lại ông Lasso liên quan đến vụ dò dỉ hồ sơ Pandora. Cựu ứng cử viên Tổng thống và nhà lãnh đạo bản địa Yaku Perez đã kêu gọi một cuộc điều tra về tài chính và đóng thuế của ông Lasso sau khi các công ty nước ngoài thuộc sở hữu của ông Lasso được đề cập trong hồ sơ Pandora. Ông Perez kêu gọi các nhà điều tra xem xét các tài khoản của ông Lasso và những người thân cận của ông nắm giữ từ năm 2013. Khi ông còn là ứng cử viên tổng thống. Văn phòng tổng trưởng lý cho biết, cuộc điều tra sơ bộ về cáo buộc gian luận thuế đã được mở vào ngày 18 tháng 10 nhưng không cho biết thêm chi tiết. Năm 2017, Ecuador đã thông qua luật cấm các quan chức được bầu và ứng cử viên nắm giữ các khoản đầu tư trong cái gọi là thiên đường thuế. Quốc hội Ecuador cũng đang điều tra các công ty được đề cập trong vụ do gì hồ sơ Pandora. Ông Lasso đã được một ủy ban lập pháp triệu tập vào thứ tư để trình bày giải thích nhưng ông cáo lỗi không tham dự. Hai hãng hàng không lớn của Hoa Kỳ cho biết họ không nghĩ rằng lệnh hành pháp của chính quyền Biden chỉ thị các nhà thầu liên bang yêu cầu các nhân viên tiêm chủng trước ngày 8 tháng 12 sẽ ảnh hưởng đến việc đi nghỉ Giáng sinh cuối năm hoặc dẫn đến việc nhân viên nghỉ việc. Hai hãng American Airlines và Southwest Airlines hồi đầu tháng này đã thông báo rằng họ sẽ tuân thủ chỉ thị nhân viên phải được tiêm chủng trước ngày 8 tháng 12, trừ khi họ nhận được một miễn trừ tiêm vaccine vì lý do tôn giáo hoặc y tế. Reuters dẫn lời giám đốc điều hành của Soviet Airlines, ông Gary Kelly, cho biết hôm thứ Năm, Chúng tôi không tham gia một chiến dịch ở đây để buộc mọi người phải tiêm phòng. Chúng tôi muốn nhân viên của mình biết rằng không ai sẽ mất việc vào ngày 9 tháng 12 nếu chúng tôi không hoàn toàn tuân thụ. Ông nói thêm, chúng tôi sẽ không sa thải bất kỳ ai không tiêm phòng. Đồng thời, ông cho biết vấn đề tiêm chủng sẽ không làm gián đoạn việc đi lại. Điều phối viên đội phản ứng với COVID-19 của tòa Bạch Ốc, Jezin, hôm thứ Tư cho biết yêu cầu về vaccine đối với nhân viên liên bang và các nhà thầu liên bang sẽ không ảnh hưởng đến việc đi lại trong kỳ nghỉ. Ông Jin nói, các yêu cầu về chủng ngừa sẽ không ảnh hưởng đến việc đi du lịch vào kỳ nghỉ. Giám đốc điều hành American Airlines, ông doug Parker, cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Năm, ông không mong đợi bất kỳ nhân viên nào sẽ rời đi chỉ vì nhiệm vụ tiêm vaccine. Thưa quý vị, một nghệ sĩ người Nigeria đã cho thấy cà phê có thể là một loại màu vẽ để tạo nên những tác phẩm sinh động. Theo đài CNN, khoảnh khắc vô tình đã thay đổi con đường sự nghiệp của nghệ sĩ thị giác Ekenik là trong một lần chẳng may đánh đổ ly cappuccino lên cuốn sổ tay của mình. Anh nhanh chóng nhận ra rằng loại thức uống này đã tạo ra những hoa văn lạ mắt và anh nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu dùng cà phê để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật. Khi trở về xưởng vẽ, anh Nick bắt đầu trộn cà phê hòa tan với nước, tạo ra một hỗn hợp như thạch. Để cho phép anh vẽ bằng nó, anh phát thảo bằng trì trước và sau đó dùng cọ vẽ trồng các lớp màu lên nhau với các sắc thái khác nhau của hỗn hợp cà phê hòa tan hoặc cà phê xay. 7 năm sau lần đánh đổ cà phê đầu tiên đó, anh tiếp tục vẽ những bức chân dung chân thực về người và vật từ màu cà phê. Nick cho biết anh mất khoảng 2 tuần đến một tháng để hoàn thành một bức chân dung bằng cà phê. Anh nói, những bức tranh của tôi được lấy cảm hứng từ những thứ xảy ra xung quanh tôi, những sự việc xảy ra xung quanh xã hội của tôi, thế giới nói chung, và nó có thể phụ thuộc vào sự kiện xảy ra tại thời điểm đó, hoặc đôi khi được truyền cảm hứng từ những cảm xúc của tôi. Thông qua một số tác phẩm của mình, nghệ sĩ chia sẻ thông điệp hòa bình, khuyến khích mọi người bỏ qua những sự khác biệt và đón nhận nó với một sự nhẹ nhàng thanh thản. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong khoảng vài ngày, tại Trung Quốc đã xảy ra hai diễn biến lớn và cả hai đều liên quan trực tiếp đến việc Chủ tịch kiêm Tổng bí thư Tập Cận Bình sẽ trở thành nhà lãnh đạo trọn đời. Theo phân tích của nhà báo Kasuchi Nakazawa, đăng trên trang Nikkei ngày 21 tháng 10, một là thứ được gọi Nghị quyết lịch sử thứ ba, nội dung của nó sẽ công khai vào tháng tới. Thứ hai là sự xuất hiện của một thời gian biểu cho mục tiêu chính trị mới của ông Tập là thịnh vượng chung. Một nguồn tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc quen thuộc với các vấn đề nội bộ của Đảng cho biết. Về nghị quyết thứ ba, người này nói, không còn nghi ngờ gì nữa, Chủ tịch Tập đang hướng tới mục tiêu trở thành nhà lãnh đạo suốt đời, tranh đua với hai nhân vật đã ban hành nghị quyết thứ nhất và thứ hai. Nguồn tin này đề cập đến Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình, cả hai đều nắm giữ quyền lực cho đến ngày họ qua đời. Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thứ hai đã quyết định tổ chức một cuộc họp chính trị quan trọng từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 1 tháng 11 Phiên họp toàn thể thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương khóa 19 của Đảng sẽ thảo luận thông qua một nghị quyết quan trọng về những thành tựu chính và kinh nghiệm lịch sử của Đảng 100 năm không ngừng nỗ lực. Điều này dẫn đến giải pháp lịch sử thứ ba. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua một nghị quyết lịch sử hai lần trong quá khứ, lần đầu tiên vào năm 1945 và một lần nữa vào năm 1981. Văn kiện đầu tiên ra đời 4 năm trước khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập vào năm 1949, được soạn thảo dưới thời Mao Trạch Đông. Văn kiện thứ hai được viết dưới thời Đặng Tiểu Bình, cha đẻ của chính sách cải cách và mở cửa. Nó tố cáo cuộc cách mạng văn hóa 1966 và 1976 dưới thời Mao cũng công nhận một số thành tựu của nhà lãnh đạo. Nghị quyết thứ ba, lịch sử, có một ý nghĩa quan trọng. Nói một cách đơn giản, tài liệu mới chỉ ra khả năng ông Tập trở thành nhân vật vĩ đại thứ ba trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều quan trọng là Mao và Đặng tiếp tục là nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc cho đến khi họ trút hơi thở cuối cùng. Mao tạm thời mất quyền lực sau khi quản kinh tế yếu kém nghiêm trọng nhưng đã trở lại thông qua cách mạng văn hóa. Đặng nắm giữ quyền lực khổng lồ ngay cả khi đã nghỉ hưu khỏi các chức vụ chính thức đến mức mà ông ta có thể thay thế bất kỳ người kế nhiệm nào chỉ bằng một mệnh lệnh. Hình mẫu của tập là Mao không phải Đặng một số nguồn tin của đảng đã chỉ ra thực tế là sau khi Mao nắm quyền lãnh đạo đảng tại hội nghị tuần nghĩa ở tỉnh Quỳ Châu vào năm 1935, trong chiến dịch vạn lý trường trinh năm 1934 đến 1936, ông ta đã chờ đợi tới 10 năm trước khi ban hành nghị quyết lịch sử đầu tiên để biện minh những chính sách cơ bản của mình. Mở đường cho ông ta trở thành người có quyền lực tuyệt đối. Tập có thể đang xem xét một biểu đồ thời gian tương tự Ông lên nắm quyền tổng bí thư vào mùa thu năm 2012, sau đó đảm nhiệm chức vụ chủ tịch Trung Quốc vào mùa xuân năm 2013. Một thập niên lãnh đạo của mình, ông hiện đang tìm cách ban hành một nghị quyết lịch sử, mô phỏng Mao. Để mở đầu cho nghị quyết lịch sử năm 1945, Mao phát động phong trào chỉnh đốn đầu tiên là Diên An, thành trì cách mạng của đảng. Vào nửa đầu những năm 1940 để thanh trừng các đối thủ chính trị. Năm 1945, cùng năm với việc thông qua nghị quyết lịch sử đầu tiên, Mao trở thành chủ tịch đảng một chức vụ mới được thành lập và là người cao nhất của đảng. Tư cách chủ tịch đảng của ông vẫn không thay đổi cho đến khi ông qua đời vào năm 1976. Tương tự như phong trào chỉnh đốn, ông Tập đã bắt đầu một chiến dịch chống tham nhũng khốc liệt sau khi lên nắm quyền, đánh đuổi hết kẻ thù này đến kẻ thù khác. Chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập vẫn còn sống và phát huy tác dụng. Lần đốn hạ mới nhất, một nhân vật có ảnh hưởng đã xảy ra vào đầu tháng này. Nếu nhà lãnh đạo hiện tại vẫn tại vị sau đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm tới, thì thịnh vượng chung sẽ được thiết lập để trở thành cụm từ định nghĩa của thời đại. Ấn bản ngày 16 tháng 10 của tạp chí Qiushi, Ấn phẩm Lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã truyền tải một bài phát biểu vào tháng 8 của ông Tập nhằm vạch ra mục tiêu chính trị mới này. Trong đó, ông cam kết đảm bảo tiến bộ thực chất trong việc điều chỉnh tình trạng bất bình đẳng thu nhập của quốc gia, dẫn đến việc tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ công cơ bản vào năm 2035. Đây là lần đầu tiên một cột mốc thời gian cho sự thịnh vượng chung được đưa ra. Tầm quan trọng là gì? Mục tiêu lớn lao như vậy không thể đạt được vào năm 2027, năm kết thúc nhiệm kỳ thứ ba được kỳ vọng của ông Tập với tư cách là tổng bí thư của đảng, vị trí quyền lực nhất đất nước. Do đó, dư luận xôn xao về nhiệm kỳ thứ tư từ năm 2027 đến năm 2032. Đầu năm nay, đảng này kỷ niệm 100 năm thành lập và ông Tập tuyên bố hoàn thành một xã hội thịnh vượng vừa phải, mục tiêu chính trị có từ thời Đặng Tiểu Bình. Mục tiêu chính trị mới của sự thịnh vượng chung là một sự kế thừa. Nhưng một thế giới thịnh vượng chung sẽ như thế nào? Cho đến nay, không có gì là tốt đẹp. Kể từ khi cụm từ này xuất hiện, nền kinh tế Trung Quốc đã phải trải qua một đợt suy thoái đáng kể do các nhà đầu tư lo ngại những động thái chính trị đang chờ đợi. Trong năm qua, một số sự cố bí ẩn đã diễn ra ở Trung Quốc. Chúng bao gồm việc hoãn niêm yết của An Group, áp lực lên gã khổng lồ gọi xe TT và cuộc khủng hoảng nợ của nhà phát triển bất động sản lớn hàng đại Evergrande. Với mục tiêu sắt đá của nhà lãnh đạo, thịnh vượng chung phải được hiện thực hóa bằng bất cứ giá nào. Và nếu có vấn đề nảy sinh, những thứ đó sẽ được coi là vật hy sinh cần thiết. Điều này chỉ là khởi đầu, chuẩn bị cho những phát biểu chưa từng có khi ông Tập kéo dài thời gian cầm quyền. Thưa quý vị, quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của Deccan News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh Deccan News trên mạng xã hội chat nơi chúng tôi sẽ cho đăng những nội dung không có trên YouTube. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp tối của Dekan TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý vị mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.